đội tuyển được thi đấu sân nhà có thể nói là một trong những điều kiện rất là thuận lợi khi mà chúng ta gặp các cái đối thủ hàng đầu của châu lục. Trong đấy có 3 đối thủ đã từng vô địch châu lục và thường xuyên có mặt tại World Cup, đấy là đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Úc và đội tuyển Ả Rập Xê Út. Việc chuẩn bị của đội tuyển cũng như là cách công tác để thực hiện cái kế hoạch này cũng đã được Ban Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ đạo cho bộ phận điều hành liên hệ với Liên đoàn bóng đá châu Á cũng như là các cái đối tác để khẩn trương có cái sự chuẩn bị thật tốt, thật nghiêm túc để một mặt bảo đảm về công tác chuyên môn, công tác tổ chức, nhưng một mặt khác quan trọng hơn là vẫn phải thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch theo một cái mô hình mới mà chúng ta áp dụng đối với những cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Như chúng ta đã biết rằng là cái thời gian từ cái trận chúng ta đi sân khách đến sân nhà chỉ có 4 ngày, và vì vậy mà các cái công việc cũng như là những cái quy định về hướng dẫn để làm sao bảo đảm an toàn cho các thành viên tham dự trận đấu, các thành viên của đội khách cũng như là đặc biệt là đội chủ nhà của chúng ta khi từ nước ngoài trở về là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Nếu chúng ta bảo đảm được cái sự an toàn về công tác phòng chống dịch thì nghĩa là chúng ta bảo đảm được cái lực lượng, và cái điều này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời kết hợp với những cái nguyên tắc mà đã được FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á đã thử nghiệm áp dụng trong các sự kiện gần đây để chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc nhất, hiệu quả nhất, mang lại sự an toàn và sự thành công cho sự kiện. Về cái sự tập trung của đội tuyển thì chúng tôi sẽ căn cứ vào các cái kế hoạch cụ thể đấy, và cũng sẽ có những cái trao đổi với các cơ quan chức năng, đặc biệt là những cơ quan về quản lý trong công tác phòng chống dịch để có những cái ưu tiên một cách tốt nhất cho đội tuyển vẫn tuân thủ các cái quy định về phòng chống dịch, và tuy nhiên rằng là sẽ bảo đảm được làm sao cho các cầu thủ có cái thời gian để tập luyện cũng như để duy trì. Tại vì chúng ta đã biết rằng là chúng ta có 10 trận đấu từ tháng 9 đến tháng 3 năm 2022, và đây là một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Vì vậy mà cái quá trình chuẩn bị cũng hết sức là gấp rút và cần phải có những cái tính toán khoa học để cầu thủ chúng ta trong mỗi một tháng đều có 2 trận đấu quốc tế. Và cái điều này cũng đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam báo cáo cũng như là đã được ban huấn luyện tính toán để chúng ta có cái lịch tập huấn một cách hiệu quả nhất, duy trì bảo đảm cái sự liên tục, đồng thời vẫn tuân thủ các cái quy định của ban phòng chống dịch yêu cầu. Như chúng ta đã biết rằng là năm 2021 là một năm cũng rất là quan trọng đối với bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta sẽ có một sự kiện hướng đến World Cup, đấy là vòng loại châu Á diễn ra vào tháng 9. Và với cái tình hình diễn biến dịch Covid thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những cái quyết định điều chỉnh về lịch thi đấu trong nước. Và chính vì vậy đội tuyển sẽ được tập trung sớm hơn. Ngày 17 này thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được tập trung với dự kiến hơn 40 cầu thủ ban đầu. Và sau cái thời gian mà tập huấn thì huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ lựa chọn những cầu thủ tốt nhất để chúng ta sang Kyrgyzstan để tham dự cái vòng loại của châu Á. Và mục tiêu của đội bóng đá nữ chúng ta là sẽ phấn đấu có một suất đứng thứ nhất để chúng ta có mặt tại vòng chung kết châu Á. Và để chuẩn bị cho quá trình này thì ngoài cái vấn đề tập huấn trong nước thì chúng tôi hiện nay cũng đã liên hệ với một số nước để chúng ta trước khi đến tham dự vòng loại châu Á thì đội tuyển sẽ có khả năng, nếu điều kiện cho phép cũng như là thỏa thuận được với các đối tác, thì đội tuyển sẽ có một số trận giao hữu tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối với những cái đối tượng ở khu vực Tây Á, một mặt làm quen khí hậu, một mặt là chúng ta sẽ phải hoàn thiện lại cái chiến thuật sau khoảng thời gian hơn một năm không có những cái trận đấu quốc tế. Điều này là một điều hết sức cần thiết trong chuyên môn, và cái kế hoạch này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang nỗ lực liên hệ đối với các liên đoàn bạn để chúng ta sớm có những cái trận đấu giao hữu mang tính kiểm tra rất là bổ ích trước khi chúng ta bước vào những cái trận đấu chính thức của vòng bảng. Như chúng ta đã biết rằng là đội tuyển Futsal chúng ta lần thứ hai hết sức là tự hào khi có mặt tại một giải đấu chính thức lớn của thế giới, đấy là World Cup.
Và để chuẩn bị cho cái quá trình này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngay từ sau khi mà FIFA tổ chức bốc thăm đã làm việc và có những cái cuộc họp trực tuyến với FIFA và với những cái đối tác để chúng ta có những cái sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đội tuyển của chúng ta bước vào cái vòng chung kết. Có thể nói rằng cái sự kiện giải trong nước do VTC phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tham dự và tổ chức thì cũng là một trong những cái điều kiện để giúp cho các tuyển thủ chúng ta duy trì được cái phong độ trong cái quá trình chuẩn bị cũng như là quá trình tham dự và đã thi đấu thành công ở hai trận đấu playoff gặp Lebanon và trực tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup. Và để chuẩn bị cho cái quá trình tham dự World Cup thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và dự kiến chúng ta sẽ tập trung hiện tại cho đến ngày 25 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các công tác về tập huấn, về chuyên môn đã được lên kế hoạch hết sức kỹ lưỡng với sự tham gia bàn thảo của ban Futsal, các bộ phận chuyên môn huấn luyện viên để chúng ta xây dựng. Đấy, và trong cái điều kiện khó khăn thì một mặt là tập huấn về chuyên môn, nhưng một mặt thì đội tuyển Futsal cũng phải có trách nhiệm để làm sao sinh hoạt cũng như tập luyện đáp ứng được cái yêu cầu phòng chống dịch cao nhất. Tại vì bây giờ một trong những cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải bảo đảm được cái lực lượng của chúng ta một cách tốt nhất trước khi chúng ta lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn. Đấy, và trong cái quá trình tập huấn Tây Ban Nha thì chúng ta sẽ có 4 trận giao hữu hết sức quan trọng và bổ ích. Trong đấy có trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Guatemala. Đồng thời sẽ có một trận đấu với một câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Tôi nghĩ rằng đây là những trận đấu mà mang tính chất hết sức là cần thiết cho huấn luyện viên cũng như là cho cầu thủ Việt Nam để chúng ta tích lũy thêm những cái kinh nghiệm quốc tế sau một năm rưỡi chúng ta không có những trận đấu quốc tế. Đấy, và trong cái kế hoạch thì chúng tôi cũng đang kỳ vọng sẽ tiếp tục cố gắng xác nhận thêm một trận đấu nữa với đội tuyển Maroc trước khi chúng ta bước vào trận đấu đầu tiên. Và nếu như chúng ta thực hiện được các cái kế hoạch này một cách hiệu quả thì tôi nghĩ rằng cái sự chuẩn bị của chúng ta đã hết sức kỹ lưỡng và từ đây chúng tôi hy vọng nó là một cái tiền đề để cho đội tuyển Futsal chúng ta giành những kết quả cao hơn so với lần tham dự World Cup Futsal tổ chức tại Colombia vào năm 2016.